Chào mọi người nha, mình đang ở đường Hải Thượng Lãng Ông ở quận 5. Ở đây là cái con đường mà chuyên bán lồng đèn rồi mọi người. Lồng đèn mà lồng đèn của người Hoa rồi á, bởi mình quay sơ sơ cho mọi người coi. Đây là một đèn của người Hoa đẹp lắm nè. Lồng đèn để trang trí mấy quán cà phê rồi kia. Đây bán hoa giả, hoa mai giả nè. Mấy đồ mà để trưng Tết á. Mà đặc biệt ở đây có bán giấy A0 với A4 rất là nhiều nha mọi người. Ở đây là nguyên một con đường chuyên võ sĩ về giấy luôn á. Hồi lúc trước á, mình mua giấy A0 ở đây rất là rẻ. Giấy A0 ở đây so với những nơi khác rẻ hơn rất là nhiều. Giấy A0 ở đây phải nói là chuyên để bán sĩ luôn. Bên đây bán giấy nè, hộp giấy đó. Nó nằm gần chợ lớn luôn nha mọi người, ở Hải Thượng Lãng Ông nha. Con đường này là chuyên về bán giấy. Đây mình chạy qua bên kia mình quay cho mọi người coi. Nó có một khúc đường Hải Thượng Lãng Ông thôi, nhưng mà nó hai bên lận. Hai bên đều bán những mặt hàng giống nhau hết. Đều bán lồng đèn với lại giấy. Giấy với các loại mà dây thừng rồi đó. Dây thừng người ta bán theo mét á, 1 mét có mấy ngàn à. Đây cũng có công ty của người Hoa nữa. Nói chung là quận 5, quận 6 là khu dành cho người Hoa mà. Đây nè, bán túi giấy nữa nè. Bán túi giấy quá trời. Băng keo đây cũng chuyên về sỉ luôn, nhưng mà khu này toàn là sỉ không. Đây bán hộp nhựa. À, đây mình đi vô trong rồi có gì không nha. Mình nhớ trong đây cũng vậy thôi à. Hôm nay là bán bao rồi nè. Nói chung khu này là chuyên về bán bao nữa. Bao bố nè, bao ni lông rồi, bao quá trời bao. Khu này bán bao mà. Bán bạc đó. Bao bạc luôn nè. Đây là bến xe buýt chợ lớn. Ở đây bán đồ ăn thôi à. Mình quay sơ sơ cái chợ này luôn. Đây là chợ đối diện bến xe buýt chợ lớn. Sài Gòn mà mấy cái khu chợ lớn, chợ Kim Biên đó mọi người đông lắm luôn. Lúc nào cũng thấy kẹt xe đông đúc. Trái cây quá trời luôn. Chỗ này nguyên khu trái cây luôn. Đã quá. Trái cây. Trời ơi, trái cây nguyên một cái dãy đường luôn á. Quá trời.
Ô, bạn nào mà thích ăn trái cây đó, thì tới cái đối diện bến xe buýt Chợ Lớn nha. Cam này 15.000 ký. Bên đây là bán mít tố nữ, sầu riêng, mít lớn cũng có luôn. Ồ, đây lại là trái cây. Rồi hết chợ rồi đó, đây là trái cây nữa. Đây bên này là trái cây.